Đấy. Rồi thì đây nè. Hướng dẫn các bạn vào cái này. Các bạn vào truy xuất vào cái link này cho cô. Đây. HTTP cái này. Ok, và cái document nào các bạn đọc ha. Đây có tắt bớt đi nè, quan trọng tắt bớt đi thì nó có sẽ giải thích hướng dẫn các bạn sau. Đây tắt bớt đi ha. Ok, đây là phải bay chưa, cô cũng hướng dẫn lại phải bay các bạn luôn. Rồi tắt đi. Đây các bạn vào cái trang này ha, React Native Firebase. Thì bữa trước là ta làm cho web thì nó vẫn ok, tại vì bản thân nó là JavaScript mà nó chạy vẫn ok. Nhưng mà làm cho web thì các bạn sẽ có một số vấn đề mà các bạn làm React Native Android là nó không ok, hoặc là Native iOS ấy, thì nó cũng không ok lắm. Cho nên các bạn chuyển sang cái này thì ổn hơn ha, chuyển sang cái này ổn hơn. Đấy thì bây giờ ta nè, vào các bạn vào trang này xong các bạn chọn vào quick start đó, rồi React Firebase có React Native cái này ok đúng không ạ. Rồi cái này là tạo Firebase project React Native, tạo Firebase project đúng không ạ. Ok, đây cô sẽ tạo cho vào đây là tạo Firebase project. Okay, Firebase như bình thường, cái này thì giống như cô hướng dẫn à. Ok, giống như hướng dẫn. Ok, được chưa, đến đây, đến đây là giống hướng dẫn nha, các bạn làm quen rồi ha. À, như cô làm lại cho nó ok. Đây, làm cái khác từ đầu, cái kia cô setup rồi. Nên là không có demo nữa. Đây. Đây, vào bảng điều khiển. Control panel. Control panel. Rồi. Cô cũng add project ha. Cô đặt tên nè. React Native, React Native Firebase demo đi ha. Ok, next continue chưa. Đây. Continue, select account, create project, rồi chờ chưa. Rồi xong, bây giờ ta sẽ có nè, ta sẽ new một project React Native. Cái này dễ rồi. Bây giờ giả sử cái này có rồi, tôi vào Assist Project. Assist Project. Đấy, ta tích hợp cái Firebase vào cái project của React Native. Thì nó sẽ khác một chút, khác một chút so với cách của làm web. Thì làm web tức là các bạn chỉ cần copy cái API, cái SDK là xong. Còn cái này các bạn phải cài đặt một số thứ. Đấy, đầu tiên là các bạn cài đặt React Native Firebase App. Sau đó các bạn mới tiếp. Cài xong rồi thì các bạn sẽ vào cấu hình setup, cấu hình với Firebase hoặc cấu hình với iOS. Đúng không ạ? Cái này ok ha. Đấy, đến đây là các bạn có thể chờ. Đúng không? Nó sẽ có một chút một chút khác ha, các bạn sẽ chờ một chút. Rồi thì bây giờ cô sẽ tạo một cái app từ đầu ha, một cái project từ đầu. CDD React Native đó, npx React. Đây bạn định tiến là chạy cái này đang lỗi, Native
init Lotte 14303 React Native Firebase demo. Ok rồi, chờ xíu. Chưa okay, cũng nhanh thôi. Rồi okay. Có bạn nào chưa được điểm danh không? Thuần lý triết. Ba ba Trung Kiên, ok. Cô điểm danh Trung Kiên nhé. Trung Kiên. Đấy, lâu lâu cô phải đào qua đào lại xíu. Đây. Ok. Rồi. Xong chưa? Gần xong. Ok. Rồi, nói chung là lớp mình đi học rất đầy đủ. Chắc là tuần sau mình sẽ học offline đấy các bạn. Buổi offline đầu tiên đi học nha, đầy đủ nha. Buổi đấy có lì xì, tại vì là lì xì cô toàn lì xì offline không à, không có lì xì online. Ok. Đây, cô đã copy hướng dẫn ra đây cho các bạn rồi, như cũ ha, không có gì khác, copy ra cho các bạn rồi đúng không ạ, cài đặt anh này. Ok, cái này là npm n bất thường đấy. À, cái khác một chút là lấy cái mã SHA1 đây nè, các bạn thấy nó quen quen không, lần trước ta làm cái Google Map á, ta cũng lấy cái này đúng không? Nhớ không? Nhớ không? Rồi, có anh này xong chưa? Rồi, sắp xong. Đó, ok. Để tình hình này là ok rồi đó. Sắp xong rồi. Rồi, ta quay lại cái này. Đây. À, thì lấy mã SHA1 làm gì? Bây giờ ta vào ta tạo một cái app của Android, ta không tạo app của web mà ta cả tạo app Android. Ok. Rồi. À, cái chỗ này nè các bạn, cái chỗ mà các bạn để cái Android package thì các bạn khi tạo app xong thì các bạn lấy cái package của cái ứng dụng của mình ha. Và các bạn chèn cái này là chèn cái mã là Certificate SHA1 đây nè. Đưa vào đây. Đây. Ok. Tức là nó về nguyên tắc các bạn dùng các cái bên thứ ba hay là các API của bên thứ ba, ví dụ như là Firebase, hay là các bạn dùng của Google Map, hay các bạn dùng của Facebook thứ, thì thông thường các bạn sẽ là sẽ get cái key ở trên cái project các bạn, xong rồi cái đấy add lên cái ứng dụng app của người ta. Các bạn thấy là Facebook các bạn vẫn phải tạo app, rồi Google Map các bạn cũng phải tạo app đúng không? Đấy, lên app của người ta, xong đấy các bạn mới, nó mới trả về các bạn một cái mã, ở trong này nó cấu hình trong file reason đấy, thì các bạn lại copy cái đấy về cái app của mình, thì khi đấy các bạn mới kết nối được. Đó là nguyên tắc làm việc của tất cả, hầu như tất cả các cái API, những cái thành phần hay là những cái bên thứ ba ha. Đó, như Google Map đúng không, Facebook hay là Firebase, đó mấy cái đấy. Ok, được chưa? Đây, chưa được, lâu dữ. Rồi, để enter cái nó mới xong. Các bạn có thấy lâu lâu không được, các bạn enter cho cô cái. Ok, được chưa? Xong. Rồi, CD cái nha. CD.
không nhớ tên tên à, giải thòng lọng CD đó. Rồi à, bây giờ các bạn à, vô mở mở cái này đi ha, mở open new window. Okay. Đây open folder, cái folder mà tao khi nãy vừa làm là R đây, React Native Demo Firebase Select. Okay, xong. Rồi rồi bây giờ ta xem cái add Firebase đây à, đăng ký cái app, lấy cái package này thì các bạn vào cái manifest các bạn lấy là ok ha, có Android app RC main đây manifest đây copy anh này Ctrl C, cái này không đúng là nó cũng báo lỗi nha. Đấy đưa vào đây. Ok rồi bây giờ cái mã mà SHA1 đây lấy sao nhìn nhá, đâu rồi bây giờ cấu hình là đâu rồi à, cài khoan cứ cài anh này trước đã nha, đang rảnh rỗi nè, cài anh này trước đã nè. Ok cài, trong lúc cài anh này thì cô sẽ lấy mã SHA đấy, cài anh này trước Ctrl V thay cái này bằng npm. Ok gian này cũng được pm instant chưa save enter cài vào cái project của mình ha. Ok rồi chờ xíu cài xong thì bây giờ ta coi nhé, ta lấy SHA1 như thế nào. Rồi instant xong thì các bạn vào nào, vào Android setup Firebase này. Đây ta phải lấy được cái file Google Service à, tuy nhiên trước khi lấy Google Service thì ta phải tạo cái app, tạo cái app thì vào tạo cái app này Android app. Android app thì các bạn phải lấy được cái mã gọi là mã SHA1, các bạn fill vào đây. Ok fill vào đây được chưa à, thì bây giờ các bạn cái câu lệnh để lấy mã SHA1 là cái này. Đây. Ok thì đầu tiên là cô sẽ vào CD đây, các bạn sẽ vào CD vào Android. Ok CD vào Android à, sau đấy cô sẽ gõ cái dòng lệnh này signal report à, tuy nhiên nhìn nhá, ở đây là hướng dẫn là chấm sẹt, nhưng mà có một số bạn mà lỗi thì các bạn bỏ chấm sẹt nó đi. Ví như cô là cô không cần gõ chấm sẹt mà cô gõ chỉ có gradle thôi, signal report đấy, cho nên là các bạn có thể báo lỗi ở dấu chấm này là các bạn bỏ đi ha. Ok copy anh này đưa xe đưa vào đây, cô copy nhá, các bạn thấy nó sẽ lỗi, nó bảo dấu chấm là nó không kết hợp, không tích hợp vào, không dùng được ha. Đó, mà các bạn khi các bạn làm thì các bạn sửa lại chỗ này, bỏ chấm sẹt đi. À, nhưng mà một số bạn thì là để chấm sẹt thì là ok, đúng không ạ? Đây, và các bạn enter. Đây, cô coi cái này cô cài xong chưa? Đấy, cái này anh này phải enter nó mới chạy. Chưa? Đó. Khi nào nó bị cái lỗi này các bạn cứ enter thoải mái ha, không sao hết. Có thể do màng hay do gì đó, nó lốt chậm, nó không lốt. Đây rồi ta qua cái mã này đây, các bạn enter đấy, chờ xíu ha. Đây nó đang chạy nè các bạn, cái này là các bạn lưu ý các bạn lấy mã SHA1, lấy các cái report của các cái tín hiệu, cái mã, các cái chuỗi nó nhiều lắm mà ta chỉ lấy một cái thôi, lấy ra một thôi. Đây
ta lấy một cái rồi là có cái tiền tố đó các bạn thấy là SHA1 này, ta lấy cái chuỗi này. Đấy, ta lấy cái chuỗi này thôi. Ok. Rồi sau đấy ta copy mã vào đây. Còn cái này là packet. Ok. Được chưa? Sau đó ta download cái file này về. Download file về quăng vào đây, quăng vào app. Chưa? Rồi. Ok. Đây các bạn sẽ thấy là ta sẽ lấy cái mã này. SHA1. Ok. Copy, Ctrl+C. Các bạn cho vào đây. Đấy, Ctrl+V vào cái app. Rồi sau để các bạn next đăng ký app. Đăng ký app. Rồi, các bạn download cái file Google Service này về. Đấy, thấy quen không? Giống khi các bạn làm với Firebase với Android cũng vậy đúng không? Các bạn bạn nào làm ở Firebase cho Android rồi thì cái mấy thao tác này các bạn làm rất là dễ. Các bạn mới ném nó vào trong cái app nha, nhớ là app nha. Đây, cái này cô sẽ đào về. Ok. Đấy, trong này nó cấu hình luôn ha. Đào về. Cô để luôn trong này. Đào về, bỏ cái này đi. Cô để luôn ở trong này. Đấy, khỏi cóp. Đây. Android app. Được chưa? Save. Đó, xong để các bạn next. Đây. Nó sẽ có mấy cái cấu hình dependency các thứ nó hướng dẫn các bạn biết rồi đúng không? Phải copy class path cái gì vào. Rồi các bạn phải copy block cái add cái này vào. Ok. Đấy, next. Rồi, đến cái chỗ này thì các bạn skip đi. Đó, là xong. Được chưa? Rồi, còn cái này thì các bạn sẽ làm cái gì đây? Đây. Cái này các bạn. Đây, xem tiếp cấu hình nhá. Cấu hình tiếp nè, cô hướng dẫn từ trên này để các bạn đọc document cho dễ ha. Rồi, sau khi các bạn lấy rồi, các bạn lấy được file reason về rồi, copy về rồi. Đã xem copy về đúng chỗ chưa? Đây, Google Reason nó nằm ở trong cái app ha. Đó. App. Là đúng app. Ok. Là đúng rồi. Rồi, xong để các bạn rồi apply một số config nè các bạn. Config file nè. Các bạn mở cái file Android Build Gray. Tức là cái Build Gray của project. Các bạn copy cái dòng code này vào. Cái class path. Ok, Ctrl+C. Build Gray phía ngoài nhé, có hai Build Gray nè. Build Gray ở ngoài. Nó nằm trong thư mục Android. Đây, nó nằm trong thư mục Android. Build Gray. Rồi các bạn vào dependency các bạn copy vào đây. Ok. Rồi dependency copy. Rồi các bạn mở cái Android app, build gray của app. À, cái này gọi là build gray module. Mở cái build gray của app ra. Cái này là module ha. Các bạn copy cái dòng này vào bottom, very bottom, tức là cuối cùng. Apply. Đấy. Mở cuối cùng. Dòng cuối apply vào. Xong. Rồi xong và các bạn run chạy. Cái này chạy ok, không lỗi là ok. Chạy. Run run rồi. Hả? Cái này chạy chưa xong rồi các bạn. Gì kì? Chờ xíu à. Phải cài cái app này xong đã. Rồi, quay lại chúng ta cái có ai có câu hỏi 34. Học lại trên trường. Apply học sau cô. Lên trường học đó con.
Có ai mới vào không ta? Ai mới vào không ta? Ba tư nè. Ok, cô up lại cái file hướng dẫn này lên nhé. Cái này cô chưa up, chưa copy một cái code kia vào. Ok. Ai chưa điểm danh nhớ nhắc cô điểm danh nha. Xong chưa ta? Chưa, chờ xíu. Phải làm quên ống luôn. Rồi. Đấy. Ngày nó vậy. Rồi có ai hỏi gì không? Ok. Ôi giời, enter quá trời. Rồi nhá. Được chưa? Rồi, bây giờ ta run. Run ông này. Run ông này. Rồi, copy cái dòng code này vào. Ctrl V. Rồi. Chạy. Rồi, cái này tích hợp. À, cách kia anh chạy ổn thì được, Quốc Huy cách kia chạy ổn. Duy Tráng điểm danh rồi nhá. Ninh ơi, trật tự đi, lên trên lầu học bài đọc truyện đi, ồn quá. Rồi, đâu rồi, nữa, chạy trong kia, chạy đây, nó enter mất công à, thôi lỡ rồi thôi. Rồi, lỗi nè, phải không, chưa, chưa chạy xong hết rồi, từng lỗi.
Đến nhà sao trời sao ôn vậy? Sao mà anh em cãi nhau hoài vậy? Em nói lớn thì con phải biết nói em nói nhỏ chứ. Ok, coi nha. Chạy. Đây. Rồi. Cái gì vậy? Chín tư phần trăm. Ok. Rồi, 98, 99, ok. Cái này thì trong lúc chờ xíu cô chuyển sang đây cô nói nha. Đây nào. Thì các bạn cài đặt xong thì các bạn tích hợp vào các cái service của cái Firebase thì các bạn click vào đây. Đây cái version cái này là áp dụng cho version 6.6 chấm nha. Version 5 chấm thì cấu hình nó hơi phức tạp một chút. Ha. Rồi. Thì các bạn thấy là tất cả cái này gọi là các cái service của nó nè. Add mode, phân tích, authent nè. Đây, Quang Vinh nhá, Quang Vinh có thể làm này làm authent theo cách này. Authentication đây. Đây. Rồi là Cloud Firestore Function Message. Cái cloud message chính là cái notification đó. Ở đây các bạn có thể mở cái rồi dynamic link instant kit version vision. Đây có cái real time lưu trữ dữ liệu này là anh này. Đấy. Đó. Real time database. Đấy. Thì nó sẽ hỗ trợ các bạn các cái service ở đây. Chị ạ. Đấy. Các service ở đây. Okay. Đây. Đây có thể coi đây. Được chưa? Đấy, tất cả các service đã nằm đây. Rồi, giả sử bây giờ ta vào real time. Authentication đây. Cái này được chưa? Ờ, cái này được rồi đó. Đấy. Đấy, nó bảo chạy như này nó không có lỗi nhá. Nếu mà gặp lỗi thì chỉ có cái lỗi là cú pháp hoặc lỗi trong project chứ không phải là lỗi cài đặt hoặc tích hợp ha. Chạy đến đây là hết rồi. Đấy. Đấy, chạy như này là nó không có lỗi. Chưa? Rồi, bây giờ ta quay lại cái này. Đây ví dụ như authentication. Được chưa? Authentication. Đấy ta cũng vào cái quick start. Đó, quick start. Ok. Cũng vào cái này.
Các bạn muốn xem thiết các cái method của nó thì vào reference. Đây nó sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên cài cái này là cài rồi. Sau đấy các bạn cài thêm cái authentication nữa. Ok. Đấy, rồi nhúng cái import cái này vào. Thì import anh này thì nó đã bao gồm anh này rồi. Tại vì anh này cũng được cài trước rồi. Đấy, intake auth. Sau đấy các bạn mới sử dụng đây. Đấy, đăng nhập. Ok. User effects. Đã, sử dụng code sẵn. Đây có social authent, authent và phone authent. Đấy chưa, có hướng dẫn. Đấy, anonymous sign in. À, tức là các bạn phải đăng nhập, đăng ký, tức là một người bất kỳ, một người vô danh, tức là người ta không có cái xác thực trước, người ta vào. Đấy chưa. Email password sign in. Đấy. Email password. Ok. Chưa? Rồi. Ok, cái này chạy rồi ha các bạn. Đây, chạy rồi. Ok, là xong. Cái phần cấu hình. À, rồi bây giờ đến real time database. Real time database. Thì các bạn phải các bạn cũng vào quick start và reference. Đấy các bạn nhé, để vào quick start để cả hướng dẫn, còn reference là sau này các bạn tham chiếu các cái hàm của nó, các cái method của nó nhìn ở trong cái reference cho dễ ha. Rồi quick start à, hướng dẫn nha. Real time database thì đầu tiên các bạn cài cái này rồi, sau đấy các bạn cài thêm anh này nữa. Đây, Ctrl C. Đấy. À, cài đặt thì cô tắt đi để cô cài nó không bị lỗi ha. Khi đang chạy nó cài có một số cái cô sợ sẽ nó sẽ bị là read only hay là nó không cho các bạn ghi đề thì nó sẽ bị lỗi. Cô cài trong này nè cho nó khỏi. Đây. CD chấm chấm để thoát khỏi cái Android đi. Xong cài đây. Thì các bạn gõ là npm instance to save. Ok. Cái anh này chưa đấy, cô thoát anh này ra nha, chạy nhiều màn hình quá. Đấy. Rồi chưa, cài database xong. Khi các bạn cài đặt xong thì các bạn sử dụng nó, các bạn cũng import cái này. À, vào cái file, ví dụ như bây giờ cô sẽ tạo cái này thì tạo và cái này xong rồi ha. Đây gì? Bấm tùm lum gì đây, cái này cấu hình xong rồi, bây giờ cô sẽ tạo một cái file hoặc các bạn add luôn vào file này, các bạn có thể add luôn vào file này cái app, sửa luôn cái app, hoặc các bạn tạo một cái thư mục src. Đó. Cô vừa làm cái gì ta? New folder src. Trong cái này các bạn tạo cái file app.js. Các bạn cũng import. Thì các bạn vào đây các bạn copy import React Native import này, cái này chưa cần thì bỏ. Ok rồi, class không phải rồi, gõ là export luôn nha, export default class app extend component component nhé, thì nó sẽ import component vào đây. Ok, render return. Ok, đây với các bạn để view text hello world. Ok.
Đưa tách lên. Ít tương tác thiếu cái view đấy. Rồi cô chạy nhá. No native run Android. Đó. Chạy rồi, bây giờ các bạn copy import anh này vào, import database này vào. Okay. Vào đây chưa? Rồi bây giờ ta sử dụng nó thôi. Đó, xong rồi, bây giờ ta sử dụng nó thôi. Đây, xong. Được chưa? À, bây giờ sử dụng là read write data nè. Read write data. À, cái này nó đọc dữ liệu, cái này nó đọc dữ liệu mà dữ liệu nó lấy có sẵn. Lấy có sẵn thành ra cái dữ liệu của nó lấy từ cái user, current user hiện tại. À, nhưng ta có thể nhìn là cách lấy dữ liệu của nó nhé. Thì lấy dữ liệu của nó đầu tiên ta sẽ lấy cái database xong reference tới cái node. Được chưa? Đó, sau đấy ta mới truy vấn nó. Thì ở đây ta có này, trong Android nó có hai từ khóa, đó là async và await. Async là bất đồng bộ, và await dùng cho hàm. Thì await thì luôn luôn để trong cái async nha. Nếu mà await ở một cái hàm mà không có async thì nó ta không dùng được await. Ok. Trật tự chưa? Nói bố bớt gọi đi coi. Nên không gọi nữa. Đây, tại sao lại phải xử lý bất đồng bộ? À, các bạn học Android nâng cao rồi đúng không? Thì các bạn thấy là rất là nhiều cái xử lý mà các bạn request trên mạng xuống nè. Ví dụ như RSS hay cái gì đó, hay là input output, thì thông thường cái đấy các bạn phải xử lý bất đồng bộ. Hay là ví dụ như xử lý bất đồng bộ dành cho cái thằng map chẳng hạn, là các bạn cũng phải xử lý bất đồng bộ. Thì sin là đồng bộ, còn async là bất đồng bộ. Thì cái này là nó giúp các bạn tránh trường hợp là như này. Ví dụ như các bạn một chức năng các bạn chưa thực hiện xong, chưa thực hiện xong, thì nếu mà đồng bộ á, thì nó phải chờ cho cái chức năng đó thực hiện xong rồi chức năng sau mới thực hiện. Thì cái bất đồng bộ tức là nó cho phép khi một cái chức năng chưa thực hiện xong thì nó cho phép chức năng phía sau nó vẫn có thể thực hiện được, đúng không ạ? À, nó tránh trường hợp là các bạn bị delay, bị timeout. Thì cái này các bạn phải để trong cái async, đúng không ạ? Async. Ok. Đâu rồi? Chạy chưa? Ý giời, thằng này. Chấm chạm. Đấy các bạn thấy á, khi các bạn làm việc lỗi hả? Cái gì đấy? Ê, cái gì vậy? Chưa xong nữa. Ok. Đấy, cho nên các bạn xử lý bất đồng bộ ha. À, bất đồng bộ. Thì ở đây các bạn để cái hàm. Đây, cái hàm này nè. Rồi, ok, nó chạy rồi á. À, ta chưa đổi cái file index, ta đổi cái này thành src.
Thế. Đây nó chạy ra cái file là vừa. Rồi. Thì bây giờ ta sẽ lấy dữ liệu nhá. À, ta lấy dữ liệu như thế nào này? Các bạn nhìn nhá. Đầu tiên cái file bay. File bay của cô. Cô sẽ tạo data bay. Vào data bay. Ok, được không các bạn? Làm cách này thì nó cũng không khó lắm. Chưa? Rồi. Các bạn create database. Đây, real time database. Chọn start test mode. Cái này chu chu enable. Ok. Rồi. Dismiss. Đây, ta tạo thử dữ liệu mẫu ha. À, giống như là ta tạo cái dữ liệu mẫu là người dùng đấy ha. Người dùng, users. Đây là cái reference. Trong cái này nó sẽ có nhiều cái record. Record thứ nhất tôi đặt là ví dụ như là ABC, hay là các bạn cái user 0001, user 0001 name, tên là ví dụ như là Đinh Công Tráng đúng không? Age tuổi là ví dụ như 25. Ok, add. Tôi được một cái user. Đó. Rồi, có dữ liệu rồi ha. Bây giờ ta thấy nè. Cái này là một row, một dòng. Trong một cái dòng dữ liệu này nó sẽ có hai trường, hai cái field. Đúng không? Hai cái field. Còn cái này là cái node, node user, node này lưu trữ người dùng. Được chưa? Rồi xong cái phần database thì ta quay sang ta lấy cái code nha. Cái code truy vấn của ta sao? Đây, cô lấy tạm cái này đi ha. Đấy, cái nào không cần thiết cô bỏ đi. À. Rồi, cái code đây. Ok. Đâu rồi? Đây. Đây, cái code ở đây. Đây, bỏ cái chữ function này đi. Đấy. Cái này ta không get user ID thành ra ta bỏ. Cái này authentication ta tính sau ha. Rồi, tạo reference. Reference của tôi chỉ có user thôi, cho nên chỗ này cô cũng bỏ luôn. Các bạn copy thì sửa là cái nháy này cho cô cái. User. Nháy. Rồi. Đây. Tạo cái này fetch data snapshot. Đấy, các bạn lấy cái snapshot value. Đó. Ta gọi cái hàm này chạy thử nha. Chạy thử xem cái lốc này có ra không nha. Đây. Component deep mount. Đấy, trong trường hợp này ta dùng deep mount, ta không dùng win mount. Tại vì win mount nó chỉ chạy một lần đầu tiên thôi. Và chạy cùng một lần, lần sau không gọi lại nữa. Chạy lại nó không gọi lại nữa. Nó giống như cái hàm on create. Tôi gọi được cái hàm deep chấm on sign in. À, ta đổi lại tên file để sign in nó kỳ quá. Ta để là read data chẳng hạn, hoặc là read user. Ok. Là select user gì đó. Ok, có cái hàm này. Được chưa? Rồi. Rồi chạy thử coi nhé. Đây, dữ liệu ra chưa? Cái user 001 của tôi gồm age 25, name là Đinh Công Tráng. Được chưa? Đây giả sử có thêm anh nữa. Có thêm một bàn nữa vào đây. Bàn nữa vào đây. Rồi.
Đấy, user này có thêm cái nữa là user 002 0002. Đó. Name. Name là Quang Vinh. Vinh Quang hay Quang Vinh ha? Tôi toàn nhầm thôi. A20. Edge. Ok. Ở đây nó chưa chạy đúng không? Ta refresh cái. Ok. Đây. Có một cái user nè. Là đi công trạng nè, user 2 nè, Quang Vinh. Thấy chưa? Ok không các bạn? Được không? Ổn không? Ok Ổn rồi, không? ổn rồi. Ổn không? Ổn. Thấy ok. Mà cái này nó sẽ có cái lợi thế là tại sao mà cô nói làm cái này mà không làm cái anh kia, bởi vì anh kia thầy gặp một số vấn đề quá. Với thứ hai là khi các bạn làm web thì nó sẽ một số cái tính năng của native như push notification hay là camera, nhiều cái nó không được support, nó không được hỗ trợ, tại vì web mà, web nó không làm được cái việc đó. Thì thành ra là nó sẽ phải cài đặt rất là phức tạp và cũng không nên, đúng không ạ? Rồi cho nên là các bạn sẽ làm theo cách này, nó sẽ được support nhiều hơn. Ok. Rồi. Đẩy dữ liệu. Rồi con. Ok. Có ai đặt câu hỏi gì không? Có đang làm không? Các bạn có đang làm không hay là chỉ theo dõi cô demo thôi? Đang làm không? Ok. Rồi. Bây giờ ta lấy dữ liệu ở lên trên này. Lấy dữ liệu lên trên này thì ta để cái biến state thôi. Đây. Ta khai báo cái biến state. Gắn bằng. Tại vì dữ liệu của ta sẽ là một object hoặc là mạng, nhiều object, nhiều 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 record. Tức là ta sẽ không phải là một một đơn lẻ một dữ liệu nữa. Các bạn lấy đơn lẻ cũng được, mà lấy đơn lẻ thì các bạn phải phân tích code ở đây. Phân tích code rất là phức tạp ha. Phân tích code ở trên này cũng được luôn. Hoặc các bạn lấy dữ liệu đơn lẻ cũng được luôn. Hoặc các bạn để hẳn object. Đúng không ạ? Đó, để hẳn một object, kiểu như là data user. Các bạn để cái này. Đầu tiên là để nó null. Đúng không? Khi chưa có gì, set trạng thái là null. Để sau khi các bạn chạy cái read user này thì các bạn gán data này vào cho anh này. Đó. Ta sẽ có là this.setState. Set cái trạng thái này là data user 2 chấm. Đấy, snapshot.value giống hôm nay. Ok. Đó. Chưa? Snapshot.value. Ok. Và các ông đẩy xuống đây thôi. Đấy, cái tag này nè. Này là gì, như là gửi là danh sách user. Thì như vậy. Đấy, các bạn để là cũng để tag. Ok. Để là dit chấm state chấm data user. Ok. Chưa? Chạy thử. Chạy lại. Enter cả cho nó ra. Ok.
sống ra. Ai đâu trữ rồi mà. Đây thôi. À đây. À nó lỗi. Exit chai file object key user user render collection children user array instead of ok. À nó ra một cái mạng mà xuất này nó không chịu. Thì các bạn có thể xuất là chấm toString để xem có dữ liệu hay không. ToString. Cái này bản thân nó là một object mà. À quỹ này một object. Ok. Check à, không chịu. Rồi có thể cái này lúc đầu nó nôn, bây giờ ta thêm cái này nè, dit.state data user và cái này nó sẽ là như thế này. Nếu như cái này là nôn thì cái này nó không được hiển thị, còn cái này khác nôn thì nó sẽ hiển thị cái này. À tức là nó điều kiện nó kết hợp cả hai, phải khác nôn cơ. Một trong hai cái này không có thỏa mãn là nó sẽ không hiển thị cái này luôn. Ok. Đấy, nó hiển thị object thấy chưa? Nó hiển thị object này các bạn. Thấy không? Rồi, bây giờ ta sẽ lấy cái dữ liệu chi tiết của nó như thế nào. Bây giờ ta vấn đề là ta phải lấy từng cái một. Ta phải lấy ra cái age, cái name. Đúng không? Cái age, cái name. Lấy ra cái danh sách này. Thì ở đây các bạn đây cái này các bạn đẩy nó thành object cho cô. Đây object chấm value đó, snapshot value. Ok, object chấm value. Đấy, nó ra object. Object, hai cái object nha. Đây. Object.value. Cái này cũng trả về cái này coi. Snapshot. Ok. Được chưa? Thấy chưa? Nó trả về mảng chứ các bạn. Cái value này nó trả, cái trên này nó trả về object nè, còn dưới này nó trả về mảng nè, và trong mảng này gồm hai object nè, thấy chưa? Trong mảng này trả về hồng hai object. Ok đây rồi, bây giờ nó là mảng rồi thì ta sẽ duyệt mảng thôi. Duyệt mảng có nhiều cách đây. À nhân tiện tôi chỉ cái này các bạn luôn, duyệt mảng thì có rất nhiều cách nha. Đây à, chỉ luôn thêm cái này. À, các bạn vào WBAS School. Đấy, các bạn vào JavaScript. Đây. Array. Rồi. Refrain. Navigation. Quá trời có đất patch. Đây, cô sẽ vào cái thằng array. Array method. Array iterator. Đây, array iterator đây nè. À, thì đây nhá. Array iteration á, là iteration là lặp. À, thì các bạn có nhiều cách để các bạn để duyệt mảng. Cái này duyệt mảng. Cái này trong Java nó có nhá các bạn. Trong JavaScript thì cái bản version sau này mới có. Tôi nhớ không nhầm thì version 5 là nó có rồi hay sao? Coi là cái version nào. Coi là cái version. Thì hình như version 5 nó có rồi á. Đây cách các bạn đọc ha. Đọc, đây check dữ liệu nè. Nó có version. Đâu rồi cái version. Check cái version của nó được.
Như tôi bấm rồi. Chưa chưa cô bấm chưa ra, xin lỗi bấm chưa ra đây, con chuột cố lắc 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 đây. Bây giờ nè, đây nha, iteration là bắt đầu gs5 es5 là có rồi, iteration bây giờ cũ không có nha các bạn, mát các thứ nằm ở đây đó. Thì các bạn vào đây nè, các bạn vào vào array iteration để các bạn duyệt xem các cái phương thức để duyệt mạng ha. Đấy, cái này là đang học, cái này là đang JavaScript, thành ra là tôi có sẽ mở kiến thức JavaScript để các bạn dùng cho nó dễ ha. Các bạn có thể dùng for x nè để duyệt nè, for x, như cái for x thì các bạn phải để my function đó, và anh này anh phải có ba đối số là item value, item index và array excel. Item, item index và array excel. Đấy. Cái thứ hai là map. Map thì cũng vậy. Nó có item, item index và array. Đúng không? Map. Rồi tiếp ha. Đấy, dùng filter là lọc. Đấy, filter. Filter cũng là duyệt, nhưng duyệt có điều kiện, ta gọi là lọc, lọc. Đấy. Đấy, thì ở đây ta thấy là cái map rất là hay dùng, có một cái là iterator nữa. Reduce. Reduce rise. Ok, every cũng ba cái. Sum index up. Index up là để tìm kiếm, nó trả về tìm cái này có trong hay không, trả về chu phương. Last index up. Rồi ok. Thì cô sử dụng cái map để duyệt ha. Map để duyệt. For x cũng được mà map cũng được. Ok. Đây, map. Map. Map thì đối số truyền vào sẽ là item và index. Đây, các bạn nào mà không rõ thì có thể check yourself bên này để coi nó duyệt sao. Ok, đây. Cho bạn duyệt mạng. Trong này là hàm xử lý luôn, nó kết hợp cả hàm xử lý luôn. Ok, đây, map đưa cái mạng vào và xử lý luôn, trả về giá trị cho mạng. 45 x 2 là 90. Đấy, mà ta chỉ lấy thôi, ta duyệt thôi chứ ta không có xử lý. Thì ta không cần cái chỗ function này. Function này còn gọi là callback ha các bạn. Callback. Ta không cần xử lý cái này. Mà ta duyệt xong ta trả về kết quả. Ok. Đây, ta sẽ dùng cái map. Đây. Cái data user này tôi không choose string nữa, mà tôi sẽ là chấm .map. Map. Ok. Đây. Đó. Map này thì cái này là đối số ta duyệt nè. Đấy nha. Đưa truyền vào hai đối số là cái item và cái index. Được chưa? Index. Đó. Và cái hàm trả về, cái callback là để ta hiển thị nó. Đúng không? Hiển thị nó thì tôi duyệt mỗi phần tử và tôi hiển thị ở trong cái text chẳng hạn, hay là một một cái view khác, một cái view. Đấy, một cái view. Một cái text, một cái view. Được chưa? Đây, cái này là hiển thị trong cái view. Ok. View. Đấy. Đấy. Cái view, trong view các bạn chứa cái text. Text này các bạn chứa cái
trong cái mảng nhé các bạn nhìn cái mảng này. Thì cái này là một cái object, tôi lấy từng phân tử của mảng, có thể là name và lấy age, item chấm name, ok, tương tự cái này với item chấm next age, ok, rồi format được chưa? Rồi chạy thử nha. Đấy, đây ra nè, Quang Vinh nè, Đinh Công Tráng nè, ok, đấy chưa, ổn không? Rồi đây là xong phải bay chưa làm real time, ok. Kiên ơi, không nói nữa, không nói với bố nữa, tắt đi, không nói nữa, tắt đi. Ninh ơi, Ninh đâu Kiên? Nói nhỏ thôi. Rồi, ổn chưa? Ổn chưa? Ok. Đây nhá. Rồi các bạn có thể để dữ liệu vào cái flatlist. Flatlist nhá. Dùng flatlist để duyệt cái anh này. À, cấu hình làm flatlist để duyệt cái anh này thôi. Ok. Rồi bây giờ ta thử thêm dữ liệu nè. Giờ ta nhìn, các bạn nhìn qua code nha. Tôi tắt bớt mấy cái này đi ha. Đấy, giới thiệu chút cho các bạn, lên các bạn tìm kiếm thông tin thôi. Đâu rồi? Đây ta. Đây là reference. Đây, ta coi lại cái reference. Đây. Reference ha. Ok. Đây, module reference và static reference. Đấy, các bạn có thể tham chiếu nào, có query luôn nè. Có reference nè, các cái hàm làm việc với reference nhé. À, cô để reference nè, hoặc là data snapshot nè. Đấy, click vào reference. Rồi bây giờ ta thử insert dữ liệu nhé. Ok. Rồi, tiếp tục nhé. Cái này là ta vừa mới read đọc dữ liệu thôi. Bây giờ ta insert là on create account, insert dữ liệu. Cái này cũng giống như cái bài hôm trước cô chỉ các bạn á. Thế là ở đây ta cũng reference tham chiếu từ user, xong ta set hoặc là put. Thì cái này bữa trước là đã nói rồi. Nghĩa là sao ạ? Nếu mà set thì các bạn phải, khi set phải có cái ID khác nhau. À, còn nếu các bạn put thì các bạn không cần quan tâm tới cái ID của nó. Cái này lần trước nhắc rồi cho nên lần này cô sẽ không nói lại nữa nha. Đấy, ta dùng put để đẩy dữ liệu vào. Thì khi dùng put đẩy dữ liệu vào á, thì cái ID này nè, ID này nè sẽ được từ sinh ra, và nó đảm bảo không có trùng. Đảm bảo không có trùng, nó từ sinh ha. Đấy, thì ta copy cái anh này nha. Copy anh này giống như khi nãy. Ok, cô sẽ làm một cái để thêm dữ liệu ha. Các bạn làm theo không biết câu chạy không? Cố gắng ha. Đây, cô làm thêm một cái. Xin. Ok. Format. Format
Password. Bỏ anh này. Add, đây là cô thêm add user ha. Add user. À, mỗi lần add một user thôi. Chỗ này cũng bỏ ha. Đây, bây giờ ta cũng tạo reference. Đây, ta cũng tạo reference giống trên này. Ok. Bỏ này đi. Okay. Được chưa? Rồi, bây giờ reference ta không set mà ta put. Được không? Put ha. Put. Đấy, các bạn lưu ý cho cô ha. Và chỗ này nè, ta sẽ bỏ cái ID ra. Ok, ta chỉ thêm cái name và cái age. Đúng không? Đấy, đấy, name và age. Cái này là 30. Đúng không? Đấy. Thì chạy thử nhá. Bây giờ cô sẽ làm cái button. Button Tookable Opacity. Ok. Cái này là text. Add user. Ok. Chưa. Rồi, cái này để on press bằng. Đó. Cái này là tiếp chấm add user. Ok. Chưa. Add user. Đấy, mỗi lần add là ông này. Các bạn nhìn ha, chạy thử nè. Ủa? Lỗi. Lỗi. Tookable on add mà. Ủa? Sao không thấy ông này ta? Đâu? Xong ra đó. À đây. Được chưa? Đã chưa? Rồi. Các bạn thấy nha. Click add nha. Đây. Cô click add nè. Nha, add user nè. Vô chưa? Đó, A30 nè. Ông này nè. Add cái nữa nè. Vô chưa? Thì cái này là nó tự sinh nhá. ID tự sinh, ta không quan tâm cái ID này nữa. Ok, add user. Được chưa? Và dữ liệu các bạn refresh dữ liệu ha. À, đây. Các bạn thấy là dữ liệu cập nhật nó không được cập nhật lên. Mà bây giờ tôi phải refresh nó mới cập nhật, đúng không các bạn? Đó. À, lý do hôm trước cũng nói rồi. Lý do là ta dùng cái gì đấy ạ? Dùng cái ONS. ONS. Bây giờ muốn cái dữ liệu này cập nhật thì các bạn thay cái ONS này bằng ON. Ok. Được chưa? Ok. Ấy. Sysdate. Dữ liệu này chạy thử nha. Add user. Tại sao không ra? Tại sao không ra cái này? Khoan. Once on. Đây, chờ cô coi tí. Đây, dữ liệu thì được cập nhật rồi. Đây. Query reference. On. Đấy.
Cũng cái nó ra quá trời. Ngon. Đây. Ons. On đi connect on là ông này, on là ông này đúng không? Ok rồi rồi, ok, order by trời, tôi sợ có on mà ra đủ thứ trời. Đây ok, vậy cô sẽ sửa lại cái code một tí chỗ này cho nó ra ha, nó trong này không có đúng nè. Đây on value ok, function cô xử lý cái function này. Đây cái này cô sẽ xử lý trong cái này, xử lý trong cái này nhé. Vậy cái này là snapshot, ok, chưa bỏ cái này đi được chưa? Ok đây, để cái này vô đây. Ok, khoan, comment trong này lại để nó lỡ có lỗi gì. Ok, rồi chạy thử nha. Đó, đã chưa? Đây. Ok, rồi add cái nữa nè. Nó lên nè. Tức là nó sẽ refresh. Nếu các bạn mà dùng cái answer thì nó sẽ không refresh tại vì nó chỉ query một lần thôi. À, còn nếu mà các bạn mà dùng cái đây, nếu muốn anh này không bị lỗi thì ta lại viết là như này, constant snapshot lại gắn bằng await, wait đấy, refresh reference.ons đấy, để phân biệt các bạn hai này value. Thì cái này dòng này nó sẽ hết lỗi, nó chạy một lần thôi. Đây, cái này nó sẽ được cập nhật nhá, cập nhật. Còn anh này nó sẽ chạy một lần, truy vấn một lần duy nhất thôi. Đó. Ok. Được chưa? Ok. Rồi. Thì bây giờ nếu các bạn muốn làm cái form để các bạn add, nó sẽ đẩy dữ liệu lên. Thì các bạn chỉ cần tạo cái form ở đây thôi. Hoặc là làm cái trang khác ha. Các bạn tạo cái form ở đây. Đấy, cái này là input text. Text input. On trên text này bằng quyển mục tiêu, cái này là gì ạ? À? On trên text sẽ bằng cái này là text đúng không? Dip chấm set state đấy, rồi dữ liệu ở đây, rồi value bằng ok. Rồi thì ta có text input này, có làm hai cái text input. Chưa? Yeah. Rồi ở đây cô sẽ trong cái state này cô thêm hai trạng thái, đó là name để nháy và cái age để số 0 đó. Ok,
Thì ở đây khi cập nhật các bạn sẽ gì ạ? Cập nhật là cái này là set state, là cái này là để name, tức là name 2.text, đúng không? Cái value là this.state.name. Tương tự dưới này là this.state.age. Còn cái này là age 2.text. Okay. Yeah. Hết lỗi đúng không? Đây, các bạn để là 5555555. Age là 5. Add user cái. Nó ra 5555. Số 5 bị mất tiêu đâu. Ấy, 55 của tôi đâu rồi? À, nhầm. Chưa sửa cái trên này. Chưa sửa cái trên này. Trên này name thì phải bằng cái gì ạ? This.state.name. Còn cái này là this.state.age. Chưa? Ok. Chạy lại. Lại 5 năm nhé. 5 năm. Rồi, 5 luôn. 5 năm luôn. Add user cái. Rồi nó bị lỗi. Vâng. Ít cái gì vậy? Cái cục kia chơi. Đấy. Kì nha. 5555555. Add. Đó, ra chưa? Ủa? Ấy. Không, không. À, lên đây rồi các bạn à. 55 nó nhảy tút lên trên này. Thấy chưa? Đấy. Cái 55 của tôi đâu rồi? Đây. 55 đây. Add vô rồi. Ok. Anh đây, anh không có cập nhật nhé. Bởi vì anh đi truy vấn lần đầu thôi. Anh đây chỉ được refresh. Cập nhật khi nào refresh, tôi refresh lại. Đây. Chết cha, 55 hoài. RR. Chạy lại. Nó focus vào đây mất tiêu rồi. Cốt vào đây mất tiêu. Rồi, hết focus. Rồi, refresh lại nè. Thì bên đây mới cập nhật lại 5 năm nè. Đó, bên đây mới cập nhật lại cái 5 năm nè. Thấy chưa? Cái 5 năm này bây giờ mới được cập nhật nè. Đây, tức là cái này cập nhật lần đầu thôi. À, còn cái này nó sẽ cập nhật real time. Thì các bạn muốn làm dữ liệu real time thì các bạn bắt buộc các bạn phải đổi cái này là thành ons. Còn nếu ons, cái này là on, còn cái này là ons, thì các bạn chỉ cập nhật một lần, nó chỉ request một lần duy nhất thôi. Ok. Được chưa? Ổn không? Ổn không? Ok không các bạn? Có ai chưa được điểm danh không? Cô check lại lần cuối. Lê Lý Triết, Lê Lý Triết. Rồi, ok. Rồi, các bạn không ai còn nữa. Rồi, có câu hỏi gì không các bạn? Ôi, hết pin, hết pin. Rồi, có câu hỏi gì không ạ? Cô dừng nha. Cô, cái gì vậy? Có vấn đề gì không Trường Giang? Code nó có sẵn hết mà. Minh Thuần đã left rồi. Cô tắt nha. Cô sẽ đăng cái clip này lên. Up lên cho các bạn ha.